Xin chào các bạn. Trong bài ngày hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách xóa ô trống trong Excel. Đầu tiên các bạn bôi đen cho toàn bộ bảng tính có chứa ô trống. Sau đó bấm phím F5, một bảng tròn hiện ra, các bạn chọn Pencil, chọn Blank và bấm OK. Lúc này toàn bộ ô dữ liệu trống đã được chọn. Sau đó các bạn bấm tổ hợp phím Ctrl trừ. Các bạn chọn Enter Row nếu muốn xóa các hàng chứa ô trống. Chọn Enter Column nếu muốn xóa các cột chứa ô trống. Và bấm OK. Xin cảm ơn các bạn. Chúc các bạn một ngày làm việc hiệu quả.